Ồ, vừa ném. Được chào anh em và các bạn nha. Chúng ta sẽ lại video tiếp theo nữa của mình nha. Giờ hôm nay ra xong chiến cá dồi đếm tiếp nha các bạn. Ở đây nước đục nhưng mà câu cũng có cá lai gai rồi, quay cho anh em xem. Cũng mong anh em cũng ủng hộ mình nha. Bây giờ quay video bạn mình câu theo con nước, cho nên là quay có khi chiều khi tối nó xem hơi khó khăn, anh em cũng thông cảm cho mình. Thứ hai nữa mình không có chuyên bên cái công việc này các bạn, cho nên là anh em cũng thông cảm cho mình. Mình cũng gắng hết sức để hết khả năng của mình tốt nhất để cho anh em xem cho tốt nhất ha. Rồi giờ và anh em mình ra xong chiến bạn, cái đó là thuộc cuộc cá đường hồng các bạn, của Trần Phú Quân hỗ trợ cho mình đó các bạn. Nãy chạy dưới lấy, hôm nay Trần Phú Quân đánh với Đường Thành ở dưới các bạn, ra xong chiến của mình. Rồi mong mình sẽ lên cá nha. Rồi được chào anh em nha. Giờ ta đi thôi. Rồi ok. Rồi đi chào bạn nha. Giờ hôm nay tới điểm cầu bạn. Tấu đánh này được mấy con. Hôm nay chạy xuống đây đánh tiếp. Mà hôm nay nước các bạn hôm nay cũng đã được đi sớm các bạn. Tại nước nó hơi trễ, giờ này nó mới gồng mà hơi trễ nước xíu bạn, chứ phải được ban ngày nó xây ra ban ngày đánh đêm. Rồi giờ mình vô dây các bạn, chì nước này nó yếu yếu, mình câu chì 50 các bạn, còn trễ mạnh thì mình câu 70. Cái này chỉ ruột cá đua hồng thôi bạn, câu thôi chứ không có thêm bớt gì hết trơn nha bạn. Vì cái móc cho mình câu thôi, là sẽ xuống mọi cùng mọi đầu tiên nha anh em. Để tình hình sao nghe, không giờ sẽ có Hugo nha. Rồi làm đi. Được lên cá nha. Ồ, vừa ném. Ui. Rồi, mới hàng con đầu tiên nha các bạn. Này cái này đẹp. Ừ. Ừ. Các bạn
nha. Đếm rồi. Ủa có lăng. Ui. Ui có lăng chà bá luôn. Lăng khủng dạng ơi. Lên thì không không thấy nó gạt. Trời ơi cái lăng. Trời ơi. Ghê chưa nạn. Cái lăng nè. Quá luôn. Ôi đá vậy. Rồi nè. Tự nhiên đang cầm cầm nó rút luôn à. Cái kịch giật luôn. Mà thấy sao nó không gặt cái chân biết nghi cái lăng rồi. Đó bạn, con này ngon lắm nha các bạn. Ngon hơn cái giò đén rất là nhiều luôn á. Giá trị nó kinh tế rất là cao luôn các bạn. Thấy gì chưa dạng. Thôi mình không bắt cái lăng đâu dạng. Ghê cái lăng khủng. Cái lăng vàng mình các bạn, không phải cái lăng rêu rõ các bạn. Cái lăng vàng mình nha. Cắt bớt nhạnh các bạn. Sướng. Quá đã luôn các bạn ơi, coi nè. Ôi bụng trắng mọi lưng nó vàng. Ôi. Vị nghe bỏ vô. Lần này ký 200 mấy ngàn rồi. Tại nhà. Nửa dính cá. Nửa dính cá không? Quay anh nè. Đó. Ui. Ba con nha các bạn. Hai con dán một con lăng nha các bạn. Được, từ nãy giờ làm 3 con rồi đó. 3 con em dạng quên dẫn anh dạng nữa. Da nó đau quá. Đó, mình gã mình cả nha. Mình xuống. Trời ơi.
Dính không? Dính gì? Dính đi. Ừ. Thôi xuống lui lại quay anh nè. Cuối cùng rồi bạn. Ui ui. Bốn con nghe anh ăn. Bốn con luôn. Mọi cuối cùng mà hút bốn con. Sướng. Cần Quỳnh Pha chờ bạo lực. Cần Quỳnh Pha phải xin chào vậy với mấy bạo lực đó được. Ba con còn đếm con cá lăng. Gán quấn thì cục nữa các bạn. Đi hết cùng mọi cuối cùng luôn à, thu luôn. Để mình coi coi trong phòng mình còn vét được không các bạn. Cầm cái gậm lên được. Dạ các bạn ơi. Được rồi, cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Quen quá nha. Nha. Quen quá nha. Dạ. Hành quá quên được đây. Chào anh em nha. Chúng là 7 cục mồi được 4 con mà. Vì hụt 3 cái. Đó. Có con cá lăng chất lượng nhất, nói chung vừa ném ngon ngon chứ bự bự chứ là không có bằng cá lăng. Cá lăng vàng là bị lớn đã lắm nha các bạn. Hôm nay mặt nó vàng thì chiến đấu hên quá, không gà nữa má. Này em mình này có cá cà khịa hình dạng, bữa nào mình đi cũng cà khịa hình dạng, bữa nay không có mồi tưởng đâu đi, bữa nay không có ngon rồi, vậy nó trúng được con cá lăng. Ui cá lăng nó dạng đã ra mày ghê. Cá lăng này là 600-700 gram ạ.
Đó, vô ném nhiều hơi, nhiều hơi đủ sướng rồi, câu chưa được 2 tiếng đồng hồ đó bạn, khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ à. Đó, được 4 con à, thấy chưa? 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, được 4 con rồi. Chào mọi người nha, chào anh em nha. Rồi giờ về các bạn ơi, 4 con nghe, 3 đếm 1 lần nha, quá đã. Nói chung là 7 cục màu, 1 cục 3 cái, 4 con. Rồi chào các bạn anh em nha, về thôi. Đây đó, bị khui thành quả nha, 4 con. Đếm nha bạn, che mắt cái đếm rồi. Rồi còn sống luôn hay gì? Sống luôn. 4 con, có còn cái lăng khủng rồi bạn, cái lăng vàng. Khủng là tại vì nó vàng các bạn, nó bự. Đấy coi, cái lăng khủng. Lăng khủng. Lăng khủng. Khủng. À, gái mình đó các bạn. Nói coi, cái lăng khủng. Lăng khủng. Rồi, chào mọi người nha, 4 con. Con này bự nhất nè. Every single day.